Tân Sư chưa đến đó, hiện bây giờ có ông Linh Nhẫn là phó chủ trì, ông cũng tu giỏi lắm, ông cũng người hiền. Chỉ còn cái lúc ông sống là ông lì lắm. Lúc mà khoảng năm 2015, 16, 17 ông mới chết khoảng nhiêu? 18 rồi. 18 cũng chết phải không? Thì trước đó cho Hộ Bí Thua Thiên Tử mỗi ngày qua để mà giảng pháp cho ông, tại thấy ông cũng giỏi. Thầy biết tôi là ai không? Ô chú là chú Kiệt chứ. Tại ông tu hoài mà ông không có thấy gì hết. Mà tối ngày ông tinh tấn đọc kinh hành rồi thiền hỏi bảy đi. Tức là nó là tu, không phải tu bằng ẩu, nhưng mà ông tu xài bé. Tối ngày cứ nghĩ là ai Di Đà Phật để giảng sanh không à, tâm bất loạn. Thầy Linh Nhẫn chùa đó ai mà không biết. Mình đã biết ổng cái này là không có, mình đã nói rồi, trước khi ông chết mình nói rồi. Thầy nên ngồi thiền, thầy nên dẫn cái lối tu, dẫn y chang, chỉ là đổi chút xíu thôi. Cũng giống như ông nấu canh chua mà thiếu me vậy, nó không có chua. Ông kêu ông cúp me vô để cái nào canh chua ông không có tin. Thì thầy cứ thờ Thượng Đế đi, rồi thầy ngồi thiện chút, rồi thầy cũng dẫn là Phật A Di Đà có thiệt, Phật Quang Nam có thiệt, Quang Thế Chí có thiệt, mà mình cố gắng để chỉnh ổng mà chỉnh không nổi. Cuối cùng giờ ông chết, ổng cũng giờ trong chùa đó. Cho nên là lâu quá mà Bác Ngư hay là ai mà trong chùa mà thấy mà có ông thầy mặc áo cà sa là ổng đó đó, cũng là một cái hồn ma là tu tiếp.